Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình. Thì mình đây từ từ đường phố đây đúng người nha. Câu lộ từ từ bá đạo đúng người nha. Đây anh em quen biển. Xin chào tất cả anh em của game Poke Đại Chiến nha, mình đây từ từ bá đạo các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video cho anh em xem video vẫn có like share đăng kênh nhân kia phản chiến nhiều ạ. Quay trở lại video ngày nay thì tôi không chả biết làm gì bạn, đâu lắm rồi không ghé mê cung các bạn. Hôm nay thì tranh thủ đang có thời tiết tôi giả tôi bắt tí anh em, hôm nay tích cũng được khá nhiều vé, định thì đợi Pokemon viện trợ Kakurem ra rồi bắt, nhưng mà thôi đang thấy bét ngon thì tôi vào tôi bắt tí anh em. Nay thì tôi không có vào mê cung, tôi bắt được mấy con rồi thì tiện tôi nói luôn, mấy bạn mà bị tôi cướp bét thì đừng có cay cú hay gì nhá. Thế này công này vào kênh comment mà anh cướp bét của em thì mệt. Các bạn phải hiểu là khi mà bắt bét ấy, thì bạn nên mang thục cưới theo, các bạn chạy rất nhanh hơn là người bình thường, chứ bạn có đừng đi bộ, là các bạn sẽ đuổi không kịp đâu. Đấy, có mấy pha mấy bạn chạy vào cùng một con bét hiếm thành ra tôi bị bắt, tôi lại bắt được trước nên là chắc tí không nói nên tôi nói luôn. Đây anh em đi, nói chung thì các bạn cứ đi bằng bét thì thục cưới thì chắc là sẽ ngon hơn. Ui. Rồi. Tôi tranh thủ tôi bắt mấy con thôi, vẫn để dành vé các bạn ạ. Kiểu gì phải để dành vé anh em nhá. Anh em nông dân thì chưa có Zagirock hay là chưa có mấy con kiểu bà bá nên là các bạn phải dành vé để mà bắt mấy con Pokemon quên bắt Kakiram về để mà làm bộ sưu tập. Không có bộ sưu tập, quên nói cho anh em lượng sưu tập. Làm viện trợ, không có viện trợ là các bạn khó chơi lắm. Quên. Có đây mấy Pokemon này thời đầu mạnh lắm này. Thời đầu là nhiều ông chơi mấy con này lắm luôn á. Giờ thì hết rồi các bạn. Các bạn có bắt được con dạng đầu dạng 2 rồi anh em, hai con hai dạng luôn. Chắc để dành 5 vé rồi các bạn. Đây này, tôi vừa bắt đây này. Tôi thì thói quen bắt kể cả nông dân thật các bạn, nhưng bắt vẫn kiểu đúng kiểu. Nhiều bạn sẽ bảo ui anh bắt kiểu nhìn trông phí thế, trông coi. Ui chỉ có min kìa. Đừng có ấy anh em. Anh à, bắt anh tôi phải vào hỗ trợ ngay. Kiếm cái điểm bạn lên cấp. Bố bạn đây là các bạn tôi mà quên mất không lấy. Chẳng là tôi nhờ mấy ông anh em trong server làm cái này. Kiếm điểm về lăng nâng một phát nâng toàn bộ lên cho nó khỏe. Ok xem nào, tiếp nào mê cung, xem mê cung dạng thường này có gì không. Ô dạng thường như tôi bắt hết rồi. Gomin à, Gomin thôi các bạn, tôi không cần. Có ra làm Samin thì bắt phát cho nó vui. Chứ là phải kiếm mấy con Pokemon nào lạ anh em, con này ta có chưa ta. Con này này thường đúng không, kiểm tra đây anh em, bắt thì con nhớ đi nhá. Mất mà bắt bé con gấp là đi, thì phải có con nào chưa có thì chính thủ bắt. Còn đây như tôi chưa có đi phải... À, bắt rồi anh em nhớ mà bữa bắt rồi. Ok còn 6 vé à. Ok tạm mới phát. À đây ra sò này và bắt. Còn đây bữa tôi chưa bắt anh em, bữa hụt không bắt nó. Đây có bắt này. Thì dành cho bắt anh em bắt được khoảng chục con bét vài tí được chiến, các bạn tăng lên được vài cam để chiến à. Các bạn cứ thử bắt đi sẽ thấy được chiến cũng tăng rất là nhiều đấy. Vì mỗi Pokemon, mỗi hình ảnh Pokemon thì nó đều tăng thì sợ. Lỡ rồi anh em, bắt luôn đi. Mất gì đâu, các bạn cứ lém này. Đây cũng là mẹo bắt này, này đờ tôn bánh. Đó, ba trái thì anh em ném phát nữa. Cái này thì các bạn phải hy sinh thêm một bánh này rồi. Và cần thiết thì thêm lại bổ thêm một quả bom nữa anh em. Rồi.
Tôi vừa mới thấy con chó nửa. Ừ đây anh em, vừa thấy con chó nửa trên mà. Gộp luôn. Nhìn đi coi nào. Chứng tỏ có bom Pokemon trùng nhiều các bạn. À, tôi là Pokemon trùng nhiều. Kéo từ từ đi xem các bạn, xem một trùng là tôi hủy luôn cho nhanh. Đó, nhìn là thấy ngay rồi anh em, một cháu nữa này. Bộ tem hồn tôi đẹp ghê luôn á mà không chơi anh em tiếc thật. Mimikyu các kiểu kìa. Uầy. Thế tôi không chơi đâu, chơi mình chơi này bán hành cũng cũng ối đấy, bán hành cũng phê đấy. Thôi, người. Nước. Mỗi hàn sâu thôi anh em, hàn sâu. À đây hai con ếch này nữa này. Hai con ếch cỏ nữa rồi. Rồi, hai con cừu điện nữa này. Để siêu. Để siêu rồi, hủy một đứa rồi anh em. Bằng ok xem nào, tiến hóa 20 à, rồi ok huấn luyện nào. Một cháu này là một, cháu này là hai, cháu kêu là ba, kiếm con bướm nữa là bốn anh em. Tập tròi luôn đi anh em, tạm thời cho đi luôn cũng đang không cần. Ô đâu rồi, nó đuổi đâu rồi, nhanh thế nhở. Chắc trong đấy anh em túi còn chưa ít thẻ gộp nữa mới đủ lên à, hay thế nhờ, dùng bánh thì không đánh anh em. Đó, nhưng mà chuẩn bị lên được rồi này,
ba thẻ gồm. Ôi nào, thí sinh cháu đâu nhỉ? Đấy các bạn, rồi lên tăng mấy 5 cam chiến nữa ở lên cho nó vui anh em. 1941 rồi, loanh quanh như bắt Pokemon thế thôi anh em, clip kết thúc đây rồi nha. Hẹn mọi người clip theo, giờ thì bye bye.